đâm. Ủa, hello, xin chào Khoan Quý, xin chào tất cả mọi người. Diệu Ly đang livestream đúng không? Đúng rồi. Với lại là Diệu Ly cũng đang nghe nhạc nè. Rồi Diệu Ly cũng đang chụp hình nữa nè. Rồi Diệu Ly cũng đang gọi là có rất là nhiều cái thật sự là thích thú luôn. Tại vì là ngày hôm nay á, là mình vừa đạp xe đó quý vị ạ, mà vừa nghe nhạc nha. Rồi dừng lại trên một cái triền đồi đi, xong sau đó là mình nghe nhạc nè, rồi mình chụp hình, mình lưu lại những cái khoảnh khắc nữa. Vừa rồi thì có chụp được hình của Ly với Quý luôn đó quý vị ạ. Rất là đẹp luôn nha. Đây đó, hồi nãy là Ly mới chụp hình được của Ly với lại là Quan Quý luôn. Đây đúng rồi, đây nè. Đây hình ảnh đây nha. Mở lên cho Quý thấy nha. À, rất là đẹp luôn á. Để mở lên đó, tại vì là Ly chụp Ly nhiều lắm. Đây, Ly với lại Quan Quý nè quý vị, Ly vừa mới chụp được xong luôn, quý vị thấy không? Mà Quý đó. Để ý nha, là cái cây gậy gọi là chụp ảnh của Ly nó lại có một cái đèn pin đúng không? Đây, đúng rồi, chính xác, tức là vừa chụp hình được luôn. Cây gậy chụp hình tự động nè, rồi có tích hợp với lại loa nè, đó, loa Bluetooth nè, rồi lại còn có thêm nữa là đèn pin nữa để mình cần dùng nha. Và cái này á, ngày hôm nay không có phải là trong chương trình này mà chúng tôi giới thiệu bán cái này nha. Mà ở đây á, quý vị ơi, là quà tặng trong chương trình này luôn, thích không? Đúng rồi, đúng quý vị, cái quà tặng này nó cực kỳ thích và cực kỳ hợp ý dành cho gia đình của mình luôn mọi người ạ. Kết hợp cùng với cái sản phẩm chính ngày hôm nay, sản phẩm đến từ thương hiệu rất là quen thuộc trên VTV Winna Home Shopping, đó chính là Haho mọi người nha. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị dòng sản phẩm, đó chính là những chiếc xe đạp thể thao. Đó, với màu sắc cực kỳ bắt mắt luôn ạ. Với màu xanh hoặc là màu hồng ạ. Thì trong một cái năm mới như thế này thì tất cả chúng ta sẽ mong muốn là có nhiều màu sắc nè, tươi vui hơn, rực rỡ hơn cho những thành viên trong gia đình của mình. Cho nên là chúng tôi hy vọng là đây sẽ là một món quà để có thể đồng hành trong năm mới của chúng ta, và chúng ta có thể là luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe mỗi ngày và ngày càng đẹp và khỏe hơn nha. Chính xác luôn quý vị ơi, chúng ta sẽ có màu xanh và màu hồng nè, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng tươi trẻ cả. Cho nên nếu như có các cô các chú nào mà đang xem chương trình này thì các cô chú ơi mình đừng bỏ qua nha. Tại vì á, là luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày là điều rất là tốt luôn. Mà đây lại là chương trình ra mắt sản phẩm giá độc quyền và quà tặng rất giá trị quý vị, màu xanh hoặc màu hồng ạ, xe đạp thể thao của Haho. Và quý vị sẽ có cơ hội sở hữu xe đạp cực chất nha, với giá cực sốc luôn ạ. Thay vì là 3.190.000 đồng, trong chương trình này giảm trực tiếp 700.000 đồng ạ. Mua ngay bây giờ chỉ còn 2.490.000 đồng mà thôi. Và chúng tôi giao hàng tới tận nơi luôn ạ. Chương trình ra mắt sản phẩm mới cho nên quà tặng giá trị lắm quý vị. Một loa Bluetooth 5 trong 1, tích hợp đèn pin nè, gậy chụp hình nè, kết nối điện thoại qua Bluetooth nè, giá đỡ điện thoại và sạc pin dự phòng nữa quý vị nhé. Được có thêm nữa là một bình nước 500ml á, có đi kèm theo luôn. Và quý vị nhìn nè, đâu chỉ là người trẻ đâu ạ, chiếc xe đạp này rất là thích hợp với các cô chú á, mà mình muốn gọi là đạp xe đạp để mà tập thể dục thể thao đó Quan Quý. Mà thiệt ra nha, Quan Quý tin chắc rằng là các cô các chú đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thì sẽ nhìn thấy và nói là ôi bây giờ tụi tôi lớn tuổi rồi, tụi tôi chỉ thích cái màu trắng màu đen thôi. Nhưng các cô chú ơi, các cô chú có bao giờ thử á, mình đạp trên những cái chiếc xe mà màu xanh màu hồng như thế này á, nhìn nó rất là trẻ trung, nó rất là sang trọng đúng không ạ? Và chưa kể là một chiếc xe thôi nhưng mà cả tất cả những thành viên trong gia đình của chúng ta đều có thể sử dụng được mọi người nha, già trẻ, lớn bé, gái trai nè. Với hệ thống 3 đề 7 líp, tổng cộng chúng ta sẽ có 21 chế độ đạp xe mọi người nha, giúp cho chúng ta có thể đạp trên rất là nhiều những cái địa hình khác nhau ạ. Màu xanh hay là màu hồng, mọi người yêu thích màu nào ạ? Đó, chúng ta có thể là mua cả hai chiếc đi Diệu Ly. Đó, chiếc xanh dành cho những thành viên nam và chiếc hồng dành cho những thành viên nữ á. Chúng ta có thể đạp xe cùng với nhau nè, hít thở khí trời nè. Và đặc biệt là trong những cái thời tiết mà chúng ta thấy là rất là tuyệt vời trong khoảng thời gian gần đây thì rất là thoải mái cho gia đình của mình luôn ạ. Để từ đó rèn luyện sức khỏe và có thêm một cái vóc dáng thật là đẹp, tác động lên phần mông nè ha, rồi phần eo nè ha, và cả phần đùi nữa chứ, đúng không Liên? Chính xác luôn quý vị, mà nó tiện lợi lắm luôn, cho nên là rất là dễ để mình có thể di chuyển quý vị nha. Và quý vị để ý là cái bình nước này nè là có kèm theo luôn, bình nước nửa lít đó, 500ml đó quý vị à, là có kèm theo luôn ạ. Mình có giá đỡ để cái bình nước lên trên xe luôn, cho nên tiện lợi vô cùng luôn ạ. Tích hợp cái bộ đề á quý vị ơi, 21 tốc độ nè, với lại 3 đĩa trước nè, và có thêm nữa là 7 lít sau quý vị, quá hay luôn rồi, tiện lợi đúng không ạ. Rồi phanh trước phanh sau á cũng có thêm nữa là đĩa cơ học quý vị nha. Yên bọc xe á cũng rất là cao cấp luôn, cho nên mình ngồi nó cũng thoải mái nữa. Rồi á là cao thấp mình điều chỉnh được nè, có hệ thống là đèn phản quang quý vị, tạo thêm cái sự an toàn. Khung sườn á thì chế tạo từ á là hợp kim, nói chung á là chắc chắn quý vị à. Một đơn hàng để đem về nhà mình không chỉ là cái cơ hội trong tương lai, mình có thêm cái lợi ích của việc đạp xe đạp quý vị, tăng cường sức khỏe về tim mạch ha, tốt cho hệ miễn dịch nè, nâng cao tuổi thọ nè, thư giãn tinh thần và mình cảm thấy vui vẻ hơn mỗi ngày. Chưa kể là đạp xe như vậy đó các cô các chú ơi, cơ thể của mình nó cũng săn chắc nha. Và ai mà cần gọi là hỗ trợ giảm cân đó, nó cũng hỗ trợ mình được nữa, duy trì cả sức mạnh của cơ thể mình, xương khớp của mình nữa. Và đừng quên đây
là chương trình ra mắt sản phẩm cho nên mức giá đang rất là độc quyền quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, mức giá cực kỳ độc quyền trên VTV Hyundai Home Shopping à. Thay vì chúng ta phải bỏ ra gần là 3.2 triệu lận, nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi lì xì cho mọi người là 700.000 đồng nha. Mua ngay lúc này chỉ có 2.490.000 đồng mà thôi, chưa tới 2.5 triệu đâu, mà còn được tặng thêm một bộ quà tặng là 499.000 lận mọi người nha. Cái mà Quang Quyết cực kỳ thích đó chính là một cái chiếc loa Bluetooth kết hợp 5 trong 1 nè, đèn pin gậy chụp hình nè, rồi kết hợp cùng với giá đỡ điện thoại và cả sạc dự phòng nữa chứ. Đó, để chúng ta có thể là kết hợp một cách rất là thoải mái, dễ dàng và tiện lợi như thế này. Thời buổi 4.0 rồi đúng không ạ? Thì những cái vật dụng xung quanh của chúng ta cũng phải cực kỳ thông minh và nó tích hợp và tiết kiệm cùng với cái khoảng thời gian chúng ta sử dụng đúng không nào? Cực kỳ tiện lợi luôn mọi người ạ. Và không dừng lại ở đó, không dừng lại với cái chiếc loa 5 trong 1 này đâu mọi người nha. Để chúng ta có thể là giải trí nè, thư giãn nè, lắng nghe rất là nhiều những cái bài nhạc khác nhau mà chúng ta còn có thể là sử dụng ngay để mình sạc dự phòng nữa chứ. Và kết hợp cùng với thêm là một cái bình nước lên tới là nửa lít có thể là gắn lên chiếc xe của mình luôn mọi người ạ. Đó, điều này rất là yên tâm luôn. Đặc biệt là đối với những bạn nào mà chúng ta thích đạp xe ở những cái khu vực mà rừng đi picnic đúng không nào, thì chúng ta sẽ thấy được là đó là những cái bộ sản phẩm quà tặng cực kỳ tuyệt vời. Và chưa kể khi mà điểm qua những cái lợi ích về việc đạp xe nè, hay là điểm qua những cái vấn đề liên quan tới cân nặng của chúng ta mọi người ơi. Trong khoảng thời gian vừa qua thì Quang Quý tin chắc rằng tất cả mọi người chúng ta rất là bận rộn đúng không ạ? Có nhiều lo lắng trong cuộc sống của chúng ta, và quý vị có phải đối diện những vấn đề này hay không Diệu Ly ơi? Ly nghĩ là chắc là có chứ, tại vì quý vị nhìn cái quang cảnh nè, cái khung cảnh mà Diệu Ly đang đứng ở đây á, thì phải nói là ngày gọi tia nắng lấp lánh trên hàng cây đúng không quý vị, hay là trên bờ mi gì đó. Nhưng mà quý vị biết không, nói chung là không thuộc lời bài hát lắm, nhưng mà hát hay không bằng hay hát quý vị ha. Nhưng mà đâu phải ai cũng trải qua những cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy mình vui như vậy đâu, mình hít thở cái không khí trong lành đâu. Ly để ý á, có rất là nhiều người á, chúng ta rơi vào trong cái tình trạng như thế này. Tại sao chúng tôi nói là trong chương trình này mình có rất là nhiều cái giá trị? Tại vì bây giờ quý vị thử mà mình quan sát đi ạ, liệu rằng là mình có đang làm việc mỗi ngày và cái lưng của mình nó cứ bị đau nhức không quý vị ơi, hay là công việc nhiều quá nè, rồi mình vừa học vừa làm nè, hoặc là các cô các chú là mình phải lo rất là nhiều những cái việc khác nhau, mình cảm thấy rất là stress ha, rồi suy nghĩ nhiều quá, cái đầu của mình nó đau đầu, người ta nói là sao mà suy nghĩ nó mệt mỏi lắm. Rồi chưa kể quý vị ơi, ăn uống không có đầy đủ dưỡng chất mà lại còn những cái thói quen là ít vận động nè, rồi là ăn uống những cái đồ ăn nhanh quá nhiều nè, thậm chí là tình trạng đau nè, rồi mệt nè quý vị, nhiều khi mình cảm giác là mình bị tức ngực, mình khó thở nữa, rồi ăn uống thuốc lá rượu bia quý vị thấy đó, nhiều khi mình không có uống, mình không có hút thuốc lá, nhưng mà mình rơi vào trong cái tình trạng là mình bị hút thụ động á quý vị à, thì cũng rất là nguy hiểm luôn. Cho nên một trong những cái cách thức để mình có thể là ăn uống đầy đủ dưỡng chất thì mình cộng thêm nữa là muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Dạ, ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Thì quý vị ơi, lợi ích của việc đạp xe đạp đó mình cũng biết đúng không, mình cũng nghe nói nhiều rồi, tim sẽ khỏe mạnh nè, tăng cường hệ miễn dịch nè, thư giãn tinh thần, cơ thể săn chắc, giảm mỡ bụng và mỡ đùi nữa, cơ xương khớp dẻo dai. Và cái này thì không chỉ là dành cho các chị, các anh thanh niên, mà rất quan trọng khi mà dành cho các cô, các chú nữa. Tại vì quý vị biết là người già thì nhiều khi mình sẽ có các khoảng thời gian đúng không các cô, các chị, nhưng mà mình nói là thôi bây giờ tôi cũng muốn đạp xe đạp á, nhưng mà tôi không biết lựa chọn như thế nào, thì trong chương trình này chúng tôi đang lựa chọn giúp quý vị đây. Đúng rồi thưa quý vị, không chỉ lựa chọn về chất lượng đâu nha, chúng tôi còn lựa chọn về phong cách cho mọi người nữa. Thật ra là đối với các cô, các chú đi, những người lớn tuổi trong gia đình của chúng ta đi, hay là cả cái việc là với những người trẻ đi, nhiều khi chúng ta mua một chiếc xe đạp chúng ta cũng phải cân nhắc đúng không ạ? Nhưng mà liệu rằng với những chiếc xe đạp như thế này nè, màu sắc cực kỳ bắt mắt và cũng như là hệ thống 3 đề 7 líp như này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 21 chế độ đạp xe nha, tùy thuộc vào cái độ nặng, độ nhẹ của đôi chân của chúng ta, và cũng như là tùy thuộc vào sức lực của những thành viên trong gia đình của mình, à và cả chiều cao nữa chứ. Tại vì cái yên xe này là mình có thể là nâng lên hạ xuống nha, tùy thuộc theo nhu cầu của mình luôn ạ. Chỉ cần một lần đầu tư một chiếc xe đạp mà thôi thì cả gia đình của chúng ta có thể sử dụng được, già trẻ lớn bé gái trai, màu xanh hay là màu hồng thì sẽ phù hợp với rất là nhiều những đối tượng khác nhau mọi người ạ. Và không dừng lại ở đó, với chiếc xe đạp như thế này á thì cái trọng lượng của nó rất là nhẹ nhàng luôn mọi người nha. Và khi mà nhìn vào á, ồ cái chiếc xe đạp này nhìn nó rất là gọn gàng. À, bây giờ không biết mọi người như nào, nhưng mà với bản thân của Quang Quý á, đang có một cái xu hướng đó chính là tối giản hóa tất cả mọi thứ. Đó, mình không có cần phải quá cầu kỳ, mình không có cần phải đạp xe đạp mà cổ cánh én rồi kéo lên rồi xong cái sườn nó cong qua cong lại. Nó chỉ là những đường thẳng cố định thôi mọi người nha. Và đặc biệt là cái phần khung sườn của chiếc xe đạp này á thì có một cái điều cực kỳ hay, đó chính là cái khung sườn bằng thép mọi người ạ. Nó cực kỳ chắc chắn luôn quý vị nha, cực kỳ chắc chắn cho gia đình của mình luôn. Và không dừng lại ở đó, lúc nãy Quang Quý cũng nói á, mua một chiếc xe đạp thôi nhưng cả gia đình của chúng ta đều có thể sử dụng được. Lý do vì sao là ở cái yên này ạ.
đó, ở cái yên này mọi người ạ. Tại vì á, đối với những thành viên trong gia đình của mình nha, thì sẽ có những người cao, ví dụ là Quang Quý đi, những người thấp hơn, ví dụ là Diệu Ly đi. Làm sao một chiếc xe đạp này mà có hai người có thể là đạp được, đúng không ạ? Chúng ta có thể là tăng đưa cái chiều cao của cái yên xe ngay cỡ một cái khớp như thế này nha. Mọi người mở ra rồi kéo xoay vòng, mình có thể là nâng được cái chiều cao của yên xe lên. Cho nên tất cả quý vị cũng có thể là yên tâm. Và nhiều khi mọi người đạp xe mọi người sợ điều gì ạ? Ê, cái mông quá, bây giờ làm sao đây? Thì ở đây có một cái phần bọc cao su đệm rất là tốt luôn nha. Đúng, con quý ấn nè, để mọi người thấy cái sự êm ái nè. Đó, nó có một cái độ đàn hồi rất là tốt luôn mọi người nha. Rồi, như vậy thì chúng ta đã yên tâm về cái chiều cao của mình rồi. Nhưng đối với nhiều đối tượng khác nhau thì sao ạ? Có người sẽ có cái lực chân mạnh, có người sẽ có cái lực chân yếu, thì phải làm sao? Ở đây Quang Quý chia sẻ cùng với tất cả mọi người luôn ạ. Nó sẽ có một cái hệ thống, đó chính là 3 đề và 7 líp mọi người nha. Để cho chúng ta có thể là thay đổi cái tốc độ và cũng như là thay đổi cái độ nặng nhẹ. Đó, như là Quang Quý khi mà đang xoay như thế này nha, đang xoay như thế này đi. Đó, thì khi mà chúng ta đạp xe thì chúng ta có thể là hoàn toàn dễ dàng mình thay đổi nha. Đó, nè mọi người nè. Đó. Sẽ khác nhau nè. Đó. Ồ, cái này á quý ơi, cái này thì rất là hay, là tại vì là các cô, các chị hay là các anh, các chú đó, là nhiều khi mà mình gọi là cái cơ thể trọng lượng của mình khác nhau và cái lực của mình khác nhau, thì mình có thể thay đổi tùy theo cái nhu cầu mà mình muốn, đúng không quý vị? Cho nên nó sẽ rất là tiện. Thành ra cô chú mình đừng có lo là ở bây giờ là tôi cần một cái chiếc xe như thế này, tôi cần một cái chiếc xe như thế kia. Thì ở đây quý vị thấy đó, là mình có thể điều chỉnh được theo cái nhu cầu sử dụng của nhà mình luôn. Mà Diệu Ly ơi, Diệu Ly có thấy là ở đây nó có cái điều gì lạ không? Nó không có những cái gọi là những cái cần gạt á, nó thay đổi 3 đề 7 clip nữa, mà ở đây nó được tích hợp cùng với cái phần mà tay lái của chúng ta rồi. Như là quý vị chúng ta đang chạy xe đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là xoay như thế này, 3 đề 7 clip nha. Đó, tích hợp lại tổng cộng chúng ta có 21 chế độ, để tùy thuộc theo từng cái sức mạnh của bàn chân của chúng ta thì mình có thể là điều chỉnh cho nó phù hợp để mình luyện tập thể dục thể thao rất là thoải mái. Nó không phải là cái cần gạt của thế hệ xe cũ nữa, nó tích hợp như vậy á, nhìn nó rất là sang trọng luôn và rất là dễ dàng sử dụng, đúng không Ly? Chính xác luôn. Với lại là quý biết sao không, ví dụ là với các cô các chị á, thì khi mà mình vừa chạy xe đạp mình cũng có thể là mình xoay để mà mình gọi điều chỉnh thêm nữa, nó rất là tiện lợi luôn. Hay là như cái phần yên mà quý nói đó, ví dụ như là người cao người thấp là mình đều có thể là nâng lên nâng xuống được, đúng không? Dưới này nó cũng có luôn cả là cái phần đèn phản quang cho mình nữa, cho nên quý vị hoàn toàn mình yên tâm nha. Nhưng mà nói gì thì nói, trong lúc mà quý nói về chiếc xe đạp á, thì Diệu Ly vẫn rất là thích quà tặng trong ngày hôm nay. Hồi nãy có nghe cái tiếng mà Ly khởi động lên không? Khi mà mình khởi động lên á, thì bắt đầu là mình thấy thích lắm, là mình có thể dùng để mà mình chụp hình quý vị. Đây là quà tặng trong chương trình đó, tức là quý vị mua xe đạp được giảm giá 700.000, được giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành và còn có thêm quà tặng, mà quà tặng cũng trị giá là gần 500 đó quý vị ạ. Đây là loa Bluetooth, nhưng nó tích hợp bên trong là gậy chụp hình quý vị. Xong rồi nó còn có thêm nữa là đèn pin cho mình nè, quý vị thấy không? Đó, đèn pin cho mình nữa nha, một cái đèn pin rất là hay luôn. Nó có giá đỡ điện thoại luôn quý vị. Và hay lắm quý ơi, mình đi picnic á, hoặc là mình đi đạp xe là mình đi xa đúng không? Thì ở đây nhiều khi điện thoại hết pin phải không? Ở đây nó có luôn cả là sạc dự phòng dành cho mình quý vị, tích hợp 5 trong 1 luôn, cực kỳ tiện lợi cho chúng ta trong cái quá trình đó mà mình sử dụng quý vị à. Và những cái sản phẩm mà nó tích hợp như thế này nè, thì Ly thấy là càng về lâu về dài thì lại càng nhiều người họ yêu thích. Là tại vì sao? Ví dụ như là trong những cái buổi mà mình đi picnic đó quý vị, mình nghe nhạc nữa, cái này cái loa nghe nhạc được luôn quý vị ha. Đây chụp hình thì cũng chụp được luôn nè quý vị, nhìn nè, hình ảnh chụp cũng đẹp đấy chứ ạ. Mà mình không cần á, nhiều khi mình đứng gần quá thì mình đâu có thao tác được hết đâu, nhưng mà ở đây là Ly thấy là Ly chụp được rất là rõ luôn quý vị à. Đó là quà tặng ngày hôm nay thôi mà chúng tôi đã tặng cho quý vị như thế này rồi. Cho nên nếu như mà nói đi nói lại á, thì mình nên mua cái sản phẩm này. Có rất là nhiều cô chú, cho Ly hỏi đang xem chương trình này, có cô chú nào mà mình ở xa không? Ví dụ như mỗi lần á, mà mình muốn đi mình mua cái gì đó đó quý vị, là mình phải nhờ người này mình nhờ người kia, hoặc là từ chỗ mình mà đi ra thị trấn á, để mà mình mua một chiếc xe. Hoặc là bây giờ mình suy nghĩ lắm, cũng có cái nơi mà người ta bán xe đạp, nhưng mà giờ mình lựa chọn sao? Giờ mình kinh nghiệm đâu để mà mình lựa chọn cái đó, đúng không quý vị? Thì quý vị yên tâm là ở đây khi quý vị mua về, giao hàng tới tận nơi rồi ha, chúng tôi còn có luôn cả là số điện thoại của tổng đài. Nếu quý vị cần thì quý vị cũng có thể liên hệ để mà mình có thể là mình tìm hiểu thêm quý vị nhé. 0968 901 và 906 0968 901 906 mọi người nha. Đó chính là số điện thoại tổng đài của Haho. Mọi người có thể là dễ dàng chúng ta alo lên tổng đài của chương trình và cũng như là tổng đài của Haho luôn, để chúng ta có thể là chăm sóc và cũng như là nhận được cái sự
sự hướng dẫn khi mà chúng ta sở hữu dòng sản phẩm này. Và tất cả quý vị có thể là yên tâm ạ. Ngày hôm nay khi mà đồng hành cùng với VTV Hyundai Home Shopping, từ nãy tới giờ Diệu Ly nói là trời quà rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và kết hợp cùng với chế độ bảo hành 1 năm nữa chứ. Thì ngày hôm nay chúng tôi còn giảm trực tiếp cho tất cả mọi người. Tại vì đây là chương trình giới thiệu sản phẩm mới đúng không ạ? Và mới á, cho nên á, là lâu lâu mới có một lần nha. Giảm giá trực tiếp lên tới là 700.000 đồng. Ngày hôm nay chúng ta chỉ cần bỏ ra là 2.490.000 đồng mà thôi. Cho nên á, là tất cả quý vị ơi, bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ đi ạ, để nhanh tay sở hữu ngay. Màu xanh hay là màu hồng, màu nào cũng rất là phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau vậy ha. Mà màu nào cũng có quà tặng, màu nào cũng giảm giá 700.000 đồng. Màu nào á, mà về nhà quý vị gọi là mình thắc mắc chỗ nào cứ gọi điện thoại lên tổng đài. Nhiều khi mình mua những cái sản phẩm này trên TV mình cũng lo chứ rồi. Đúng tôi rồi. Mua về rồi bây giờ ai hỗ trợ tôi đây đúng không? Quý vị yên tâm nha, là có bảo hành 1 năm luôn, có quà tặng dành cho quý vị rồi. Xong rồi á, lại còn có số điện thoại tổng đài để người ta hỗ trợ thêm. Và đừng quên là quà tặng ngày hôm nay nè quý vị thấy không? Tích hợp luôn cả là loa Bluetooth quý vị ơi. Cho nên á, là mình dùng mình cảm thấy rất là thích luôn. Đó, Ly mở lên chút xíu cho quý vị mình nghe thôi. Vừa đạp xe vừa về nghe nhà, nhạc. Rất là thích lắm. Luôn. Hoặc là đạp xe tới một cái công viên nào đó ha, mình ngồi mình mở cái loa Bluetooth này lên mình nghe nè. Rồi mình lấy cái cây gậy chụp hình ra quý vị, nó tích hợp trong đó luôn rồi. Gọn nhẹ và tiện lợi lắm luôn quý vị à. Không cần phải làm mất công hay là tốn sức gì cả. Và nếu như có cô chú nào mình đang có cái dự định đó là tập thể dục thể thao bằng cách là mình đạp xe đạp, nhưng mà không biết là phải mua xe đạp như thế nào, mua ra làm sao, cái dòng nào nó phù hợp túi tiền nhà mình, và cái dòng nào mà mình có thể là điều chỉnh theo cách mà mình muốn đấy ạ. Thì ở đây chúng tôi đang có thương hiệu Haho. Lực của các chú là khác nè, sức lực của các chị thì khác nè. Làm sao đây? Dạ, mình có cái bộ đề đó quý vị ơi. Nó tích hợp lên trên cái chỗ mà tay cầm luôn, không có cần phải là vướng víu gì cả, cực kỳ tiện lợi nha. Bộ lip á, là 7 tốc độ quý vị. Cái phần đĩa của nó cũng có 3 đĩa luôn. Rồi khung sườn thì bằng thép nữa. Và cái phần yên xe thì thay đổi á, là thấp cao lên được nha. Và bọc da cao cấp, cho nên mình đạp xe mình đâu có thấy là bị ê hay bị khó chịu gì đâu. Thành ra là tiện lợi lắm. Các anh các chú dùng được thoải mái không sao, các cô các chị dùng được luôn. Mà Ly rất là khuyến khích là các cô các chị đang xem chương trình này nè, mình đừng có ngại gì cả, vì cái màu sắc tươi trẻ của nó thì mình hãy tranh thủ mình đặt hàng các cô các chị ơi. Bây giờ 2 triệu mấy, 3 triệu mấy đó, nhiều khi mình đi tới đi lui mình mua cái món đồ gì đó ha, mình gọi là đi mua sắm đó quý vị, hết tiền rồi. Hoặc là có nhiều cô nhiều chị á, mình cũng nghĩ là thôi mình đi đạp xe đi, nhưng mà mình không biết lựa chọn, thì chúng tôi lựa chọn cho quý vị rồi. Có cái bình nước kèm theo nữa quý vị, cái bình nước á mình đặt ở trên xe được luôn, rất là hiện đại, rất là thời trang, trẻ trung và năng động. Cho nên các cô các chú ơi, mình tranh thủ thời gian nha. Và thưa quý vị, với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì xe đạp thể thao Haho nha, tích hợp cái bộ đề 21 tốc độ với 3 đĩa trước và 7 lip sau mọi người ạ. Cái yên xe thì bọc da tổng hợp cao cấp nha, có thể là thay đổi độ cao thấp khác nhau nữa chứ. Tích hợp phần trước và sau bằng đĩa cơ học. Cái khung sườn á, được chế tạo từ hợp kim thép nè, cực kỳ chắc chắn luôn. Mà có một điều quan trọng nữa là xe có hệ thống đèn phản quang. Nếu như mà tất cả quý vị chúng ta chạy trong buổi tối á, thì chúng ta cũng đảm bảo an toàn hơn rất là nhiều. Với rất là nhiều sự kết hợp an toàn như vậy, còn có thêm cái lợi ích của việc đạp xe nữa chứ. Tăng cường sức khỏe tim mạch nè, tốt cho hệ miễn dịch, nâng cao tuổi thọ, thư giãn tinh thần, vui vẻ mỗi ngày, cơ thể còn săn chắc hơn nữa nha, giảm cân hiệu quả, duy trì sức mạnh cơ xương khớp một cách dẻo dai. Hãy cùng với xe đạp Haho tập thể thao để tăng cường sức khỏe cho cả gia đình của mình. Hãy tranh thủ thời gian quý vị ơi, đây là chương trình ra mắt sản phẩm mới, cho nên giá độc quyền và quà tặng giá trị. Xe đạp bên ngoài người ta bán nhiều lắm, nhưng mà lựa chọn phù hợp với gia đình nhà mình thì chúng tôi đang lựa chọn giúp quý vị đây, xe đạp thể thao của Haho ạ. Thiết kế trẻ trung và năng động, các cô các chú mình dùng á cho thấy đời là nó tươi trẻ hơn nữa đúng không ạ? Thời trang này năng động như thế, nhưng mà ngay bây giờ đây á, thay vì mức giá nhà cung cấp là hơn 3 triệu nha, 3.190.000 đồng, nhưng ngay bây giờ đây chúng tôi đang hỗ trợ được cho quý vị giảm giá 700.000 đồng. Và ngay lúc này á, màu xanh hay màu hồng cũng được ạ, mà mức giá là 2.490.000 thôi. Giao hàng tới tận nơi và có quà tặng dành cho nhà mình luôn. Quà tặng giá trị á, mà nó hay lắm quý vị ơi. Quà tặng của mình đó là một loa Bluetooth 5 trong 1 nè, nó vừa là đèn pin nè, nó vừa là gậy chụp hình nè, rồi nó lại có thêm giá đỡ điện thoại và có sạc dự phòng nữa. Rồi trên xe đạp mình có luôn là bình nước 500ml quý vị nhé. Nhưng mà ưu đãi và quà tặng này chỉ có trong khung giờ đang phát sóng thôi. Nói về quà tặng chút xíu đi các cô các chị ơi. À, nếu như ở nhà mình muốn là mình thích chụp hình đúng không, hoặc là trong những cái buổi dã ngoại, hoặc là đi du lịch mình muốn chụp hình đúng không quý vị, ở đây quà tặng này nè nó có tích hợp cái gậy chụp hình luôn. Cho nên quý vị chỉ cần là kết nối Bluetooth thôi trên cái điện thoại thông minh của mình đó là mình có thể chụp hình nè. Rồi nó là loa, mà loa Bluetooth quý vị, loa không có dây, không có vướng víu gì cả, quý vị treo ở đâu cũng được hết. Rồi chưa kể là ôi điện thoại nãy giờ nghe nhạc hết pin rồi, dạ mình cắm sạc trong này luôn, tại vì nó là loa Bluetooth tích hợp quý vị nha. Cho nên hãy nhanh tay, chưa kể nó còn có cái đèn pin nữa quý
quý vị ơi, có phải là rất thích hợp không ạ? Cho nên là hãy nhanh tay đặt hàng cùng với chúng tôi quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và như vậy là chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay. Quý vị ơi, có bao giờ có ai bán xe đạp cho mọi người á mà mình cầm một tay một cái chiếc xe như vậy để khoe không ạ? Đó, thật sự nha, với cái chiếc xe đạp như thế này thì cái trọng lượng của nó không phải là quá nặng dành cho tất cả chúng ta, cho nên là các chị em phụ nữ cũng có thể là điều khiển một cách cực kỳ nhanh chóng, tiện lợi và dễ dàng luôn ạ. Và lỡ mà chúng ta muốn bưng xe lên cái bậc thềm á, hay là nhà của mình ở chung cư á mọi người, thì chúng ta cũng có thể là dễ dàng để có thể là di chuyển chiếc xe của chúng ta nha. Rồi bây giờ là Quân Quý để xuống nè, đó, rất là thoải mái cho gia đình của mình luôn ạ. Và với bộ sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta có hai màu để lựa chọn nha. Ở phía bên kia mọi người đã thấy rồi, màu xanh hay là màu hồng, màu nào cũng sẽ phù hợp với rất là nhiều những đối tượng khác nhau. Đúng rồi. Và khi mà nhắc về cái câu chuyện về màu sắc đi, thì khi mà theo dõi chương trình ngày hôm nay thì tất cả mọi người chúng ta sẽ thấy là ôi có màu xanh nè, hay có màu hồng, đặc biệt là đối với những cô những chú đúng không ạ? Thì nói là những cái màu đó không có hợp với mình lớn tuổi rồi, mình chỉ thích là màu đen hay là màu trắng thôi. Nhưng các cô chú ơi, lúc nãy mọi người có theo dõi trên màn hình không ạ? Các cô chú đạp xe cùng với nhau bằng những chiếc xe đầy màu sắc trẻ như thế này thì mình sẽ tự nhiên mình cảm thấy ôi mình trẻ trung quá nè, mình vui vẻ quá đúng không ạ? Mà không chỉ là ở phía bên ngoài đâu ạ, cái chất lượng ở phía bên trong còn tuyệt vời hơn nữa. Đầu tiên á là chúng ta cần phải theo dõi là cái yên xe nha, bọc da cao cấp cho nên tất cả quý vị có thể là hoàn toàn yên tâm thay đổi được cái độ cao thấp nữa chứ, cao như Quang Quý hay là thấp thấp như Diệu Ly dễ thương á cũng có thể là chạy được đúng không ạ? Cái này là màu xanh mọi người nha. Đó, và cái khung sườn bằng thép cực kỳ chắc chắn luôn, kết hợp cùng với cái bộ lạp 3 đĩa nè và 7 líp thưa quý vị, nhân lên chúng ta sẽ có 21 tốc độ khác nhau, tùy thuộc theo cái sức nặng nè, sức nhẹ nè và cũng như là cái độ chân của nhiều đối tượng trong gia đình của mình. Thì chỉ cần mua một chiếc xe đạp như thế này mà thôi mọi người nha, thì chúng ta sẽ có ngay là một cái chiếc xe để có cả gia đình của chúng ta có thể là sở hữu được đúng không ạ? Mà không dừng lại ở đó đâu mọi người ạ, mua đồ trên VTV Hyundai Home Shopping không chỉ được giảm giá mà còn có quà tặng nữa. Nhưng mà Quang Quý đang đứng che quà tặng rồi. Đây. Quà tặng kèm theo nha. Đó, thay vì á mọi người á mua một cái loa, thay vì mọi người mua một cái gậy chụp ảnh, thay vì mọi người mua một cục pin sạc dự phòng, thay vì mọi người mua thêm cái giá đỡ điện thoại rất là nhiều đúng không ạ? Thì đây, tích hợp 5 trong 1 mọi người nha. Rồi kết hợp cùng thêm một cái bình nước nữa chứ, rất là tuyệt vời. Đặc biệt á là Quang Quý thấy là các chị em phụ nữ sẽ cực kỳ thích món quà này đúng không Diệu Liên? Chính xác luôn ạ. Tại vì bây giờ ví dụ như quý vị đi mua mấy cái cây gậy chụp hình á là mình cũng tốn tiền đúng không? Nhất là trong mấy khu du lịch đó người ta cũng bán nhiều khi cũng là tiền trăm á nha. Rồi là mình muốn mua cái loa Bluetooth đúng không? Là mình cũng sẽ gọi là mua thêm cái loa Bluetooth, nhưng mà bây giờ đâu cần đâu. Loa Bluetooth mà kết nối thêm nữa quý vị ạ. Đó là gì ạ? Đó chính là sạc dự phòng nha. Đầu tiên là chúng ta có gì ha? Chúng ta sẽ có là sạc dự phòng, có loa Bluetooth, rồi mình lại còn có thêm nữa là giá đỡ điện thoại nè, rồi mình có thêm nữa là cái cây gậy để mà chụp hình nữa, rồi lại tích hợp thêm là đèn pin quý vị, tiện lợi không ạ? Cái này á nó tiện lợi như thế này cho nên là các cô các chị là mình thấy thích lắm. Nhưng mà hôm nay cái này chúng tôi không có bán nha, mà chúng tôi đang quà tặng đó quý vị. Quà tặng này nó cũng trị giá là gần 500 ngàn rồi quý vị ơi. Ở đâu mà người ta gọi là bán, người ta tặng cho mình đúng không? Nhiều khi muốn mua cũng hơi khó đó, không phải chỗ nào cũng có đâu. Nhưng trong chương trình này thì có quý vị nha, ưu đãi chỉ có trong chương trình đang phát sóng thôi ạ. Và mình còn có thêm nữa là cái bình nước đi kèm theo ạ. Xe đạp nào cũng có cái bình nước đi kèm theo hết á, bình nước nửa lít quý vị. Và cái màu này quý vị yên tâm đi, bây giờ hả tôi bốn mấy tuổi rồi, tôi năm mấy tuổi rồi, tôi cũng thích đạp xe đó, nhưng mà không biết màu nó phù hợp không ta. Quý vị nhìn mấy cô chú trên TV nè, hợp chứ, nó làm cho cuộc sống của mình nó tươi trẻ hơn quý vị. Màu hồng thì như những bông hoa, màu xanh thì như bầu trời vậy đó, cho nên nó thích lắm quý vị à. Đó, bao nhiêu năm mình vất vả, mình cực khổ ha, bây giờ mình lựa chọn quá nhiều cái xe đạp thể thao tôi thấy nó nặng nề không có hợp với tôi. Có cái nào vừa thể thao mà vừa có yếu tố thời trang không? Tôi thích như vậy đó. Dạ cái này nè các cô các chị ơi, nhưng mà không phải là 3 triệu mấy nha, giá của nhà cung cấp và giá chính hãng Haho là hơn 3 triệu. Nhưng trong chương trình này một chiếc xe đạp thể thao của Haho quý vị được giảm giá 700 ngàn đồng, có thêm quà tặng cũng giá trị lên tới vài trăm ngàn đồng, là quý vị thấy mình có lợi biết bao nhiêu rồi. Mà cái lợi lớn hơn nữa quý vị ơi là lợi về sức khỏe ạ. Đạp xe như thế này nè, nó giúp cho cơ thể của mình đó, cái nhịp thở của mình nó cũng trở nên đều hơn, sức khỏe của mình nó cũng bền bỉ hơn quý vị. Và quan trọng là mình cảm giác được cái sự trong xanh của bầu trời, nó cũng khá là thoải mái quý vị ha. Cho nên là hãy nhanh tay đi quý vị, 3.190.000 đồng ư? Dạ không, mua ngay lúc này giảm giá 700.000 đồng ạ, 2.490.000 đồng mà thôi. Màu hồng hay là màu xanh cũng được ạ, hãy để cho cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đó lúc nào cũng có màu xanh của bầu trời và màu hồng của thiên không ạ quý vị nha. Đúng rồi thưa mọi người, cho nên là ngay tại
thời điểm hiện tại cái gì cũng có, chỉ là không có thời gian mà thôi mọi người nha. Cho nên là nếu như mà gia đình của mình đang còn ngần ngại, đúng không ạ, hay là một ngày đẹp trời các bạn trẻ đang mở tivi lên và theo dõi cái chương trình này thì mình hãy thử mua cái chiếc xe đạp này cho ông bà cha mẹ của chúng ta đi mọi người ạ. Để từ đó thì chúng ta sẽ có thể là thoải mái hơn rất là nhiều. Ngay cả Diệu Ly cũng có thể là bưng chiếc xe đạp lên đó, mà Diệu Ly là kiểu là liễu yếu đào tơ nha mọi người, nhưng mà có thể là bưng chiếc xe đạp này lên một cách rất là thoải mái, dễ dàng luôn ạ. Và thật sự là cùng với dòng sản phẩm này, chúng tôi muốn gửi gắm đến cho tất cả quý vị hai thông điệp. Thông điệp đầu tiên là chúng ta hãy luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày nha, để tác động vào cơ bụng nè, mông nè, eo nè, đùi của chúng ta thông qua việc đạp xe. Thông điệp thứ hai là gì ạ? Hãy để cho cuộc sống nhiều màu sắc hơn. Đừng bao giờ để độ tuổi của mình ảnh hưởng đến những cái tư tưởng lựa chọn sản phẩm của mình Đó, để từ đó thì chúng ta sẽ có thể là có được những chiếc xe đạp, không chỉ riêng là xe đạp ngày hôm nay nha, mà Quang Quý cũng khuyến khích nè các cô, các chú nè, các ba, các mẹ lớn tuổi rồi nhưng mà chúng ta cũng phải yêu đời với nhiều màu sắc khác nhau, thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn đó chúng tôi dành cho mọi người nha. Bây giờ quý vị biết không, nếu như mà quý vị không mua ở đây, quý vị nói là mua xe đạp được không ạ? Dạ đương nhiên là được rồi. Nhưng mà Ly thấy là giống như ở nhà Ly đi, là mọi người sẽ rất là khó lựa chọn. Ví dụ như ra ngoài là cái dầu nào mới được ta, rồi cái này là sử dụng nó ra sao? Bây giờ cái sức của tôi khác mà sức của bà nhà tôi là khác, đúng không? Ở đây người ta có tích hợp cho mình hết luôn, có nghĩa là quý vị muốn là cái lực đạp nó mạnh hay nó nhẹ là mình điều chỉnh được luôn quý vị ạ. Cho nên cực kỳ thích luôn. Và bây giờ thay vì 3 triệu mấy, đúng không, quý vị thấy là có nhiều người là mua một cái liệu trình đi tập thể dục đi, đi tập gym này, đi chạy đi máy chạy bộ rồi đó, nhưng mà cuối cùng đâu có dùng đâu, lên phòng tập được một ngày. Thì bây giờ cái này mình để ở nhà quý vị, nó không phải là tiêu sản, không phải là mình mua về mình không có dùng, mà nó là tài sản quý vị. Cái xe đạp này nó là tài sản nè, có nghĩa là mua về, ví dụ như quý vị không dùng, đúng không, mình để đó con cháu của mình nó dùng quý vị ơi. Hoặc là mình đầu tư về sức khỏe nữa, đâu phải là 7 ngày là ngày nào cũng lấy ra dùng đâu. Ví dụ như quý vị muốn là chạy 3-5-7 cũng được, chạy chủ nhật cũng được, buổi chiều, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, mỗi ngày dùng 30 phút cũng được nữa. Cho nên là nó không phải là tiêu sản, nó là tài sản. Nên Ly hy vọng là quý vị sẽ đầu tư cho cái món tài sản về sức khỏe này quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và đầu tư về tài sản về sức khỏe nó có giá trị cực kỳ tốt luôn mọi người nha. Nhưng mà ngày hôm nay nó còn kết hợp luôn là cái sự thời trang ở phía bên ngoài nữa chứ. Màu hồng hay là màu xanh tùy thuộc theo yêu cầu của tất cả chúng ta. Quý vị chỉ cần yêu cầu thôi, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi nha. Rồi với cái mức giá thì như thế nào? Chúng tôi sẽ giảm giá lên cho tất cả mọi người là trực tiếp 700.000 đồng thưa quý vị. Ngày hôm nay chúng ta chỉ cần là bỏ ra 2.490.000 đồng mà thôi, đã có ngay chiếc xe đạp cho tất cả những thành viên trong gia đình của mình rồi. Thời gian trong chương trình mua sắm ngày hôm nay không còn nhiều, nếu mà còn chần chừ nữa là không có quà nha mọi người. Quà là gì ạ? Một chiếc loa Bluetooth kết hợp là 5-in-1 luôn mọi người nha. Ngoài ra chúng ta còn có thêm gì nữa ạ? Là một cái bình nước lên tới là nửa lít nha, kết nối cùng với nhau, kết nối cùng với chiếc xe mà mình cứ treo lủng lẳng ở trên đó đi. Rồi mình cứ đạp xe, mình uống nước, mình đạp xe, mình nghe nhạc, mình đạp xe mà điện thoại mình hết pin, mình sạc pin, mình đạp xe tới chỗ mà đẹp quá đúng không ạ? Mình kéo ra, mình chụp hình rất là tuyệt vời đúng không nào? Chính xác luôn. Cho nên quý vị ơi, thời gian không còn nữa ạ. Màu nào cũng có giảm giá và màu nào thì cũng có quà tặng. Thành ra là ngay bây giờ nha, mình đầu tư cho tài sản để trong nhà, nhưng tài sản này là dành cho sức khỏe của chúng ta ạ. Cho nên hãy tranh thủ đặt hàng cùng với chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì thời gian cũng đã hết rồi, cho nên là chúng tôi đi đạp xe đạp đây. Chúc quý vị đặt hàng thành công.